Heyu hả? Nãy nó Heyu mình các bạn. Heyu. Heyu là ê thằng kia đó. Súng này mạnh quá. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Wolfenstein The New Order. Thì tập trước mình đã lấy được cái bộ đồ của thằng sĩ quan mà chết ở trên cái chiếc tàu xe lửa các bạn. Và mình đã giả dạng thằng đó ha các bạn. Mình đã mặc vào, cũng như là mình lấy cái thẻ mình gọi đó là cái thẻ sĩ quan của nó đi. Đó, mình giả dạng thành cái thằng đó luôn. Và mình hình như mình đã lên được cái đoàn tàu của cái phe fascist. Wow, thằng lính này có bộ thằng lính mới phải không ta? Hello. Hello mấy anh trai. Wow, đồ đẹp ghê ta. Công nhận bộ giáp này khá là hiện đại đó. Trời đất, cái gì vậy? Hình như là tàu vũ trụ. Hello, cho tôi vô coi. Rồi đó, cho mình vô đó. Wow, cửa này cứ xoay các bạn. Oh, mới vô là nó phải quét mình các bạn, quét tia laser mình. Cũng như là có thể nó khử trùng mình nữa. Nó nói là trong người mình có một vài mảnh kiểu như mảnh đạn các bạn. Oh, yeah, chào mình kìa. Yeah, chào lại. Mình kiểu như mình là cấp trên rồi đó các bạn. Mình mặc đồ của sĩ quan mà, cấp cao mà. Rồi, thấy có đồ nè. Thằng đó sao nó chỉ súng gì vậy? Hả? Oh, áo giáp. Ồ, oh, wow. Gì đây? Oh, mấy em thay đồ ra rồi. Anya, do you read? Well, I'm on the motherfucking moon. The mouse on this one. I will clean it out with soap. Now, Blaskovich, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot. Nói nhiều. Ok, đây là cái súng laser dùng để cắt cắt hàng rào các kiểu. Nè, cắt nè. Rồi. Oh. Mình chưa có ăn cái bị cứu thương này do mình chưa có cần. Oh. Mình không biết cắt cái này là được cái gì. Ao! Tao biết rồi. À! Hết pin. Hết điện, hết điện. Vô đây sạc. Phải cái súng đang bắn ngon thì hết điện. Rồi. Lấy được cái súng súng ngắm các bạn. Súng ngắm nhưng mà không có đồ ngắm. Ủa, đâu phải, đâu phải. Súng này súng điện các bạn ơi. Súng điện. Súng này sạc pin từ khi gì nè. Rồi, đúng rồi.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, sạc điện được. Ok, nhìn cũng ngon đó. Cái này là số mấy ta? Ok, số 5. Lén lút, lén lút. Đâm lén đó. Mày nè con. Áo giáp, được. Ôi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Ê. Nó đang đi tới. Gắt thế. Đứng ta luôn rồi kìa. Chết một đứa. Nó bắn không trúng mình đâu, mình đi học mà. Yeah. Oh no! Chết. Ôi mày thằng đó chầu quá. Yeah. Yeah. Rồi hình như tôi đã chết hết gì rồi. À kìa kìa kìa. Rồi. Hình như cái này cũng sạc pin được nè các bạn. Sạc hơi lâu ha, do cái súng này là nó bắn hơi nhiều các bạn. Cầm cái này nó ây ạch quá các bạn ơi, không đi nhanh được. Thôi chúng ta phá cái này đi, mở cái này đi. Trong này có đồ đó. Áo giáp. Ok. Máu. Mấy anh sĩ quan này chết cái tướng kỳ quá. Ôi mà chưa sạc cái súng này nữa. Ôi. Cái gì vậy? Mình cắt xích mà ta, sao nó nổ cái đó. Ok, làm lại các bạn ơi. Để coi cái này là cái gì vậy. Đứng xa mới được các bạn, đứng gần là chết á. Đó. Đó. Ồ. Hello. Áo giáp, trời ơi.
bây giờ mình cầm hai cây này nè. Hồi nãy mình quên là mình có thể cầm hai cây này. Ui, to thế. Ha 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 ha. Chắc là phải cắt rồi. Ui, nó nổ luôn kìa. Có mấy thằng sĩ quan đang ngủ ở đây nè. Ngủ. Đâm từ dưới đâm lên các bạn ơi. Này là phòng ngủ của người ta nha. Ê, nó thấy cái gì rồi? Nó thấy rồi. Mày láo. Láo. Đâu rồi, còn robot hồi nãy đâu rồi? Tao solo với mày luôn. Rồi bắn không thành thiến các bạn ơi. À chết rồi. Nó chết thì cây súng của mình cũng hết đạn luôn các bạn, hết hai cây luôn á. Sạc lâu hơn cái cây kia của mình. Rồi. Có cái gì ở đây nào? Ờ. Đường đi. Ừ. Đó lòm vậy? Nó dẫn mình đi đâu đây? What? Chỉ là vô một cái phòng khác thôi mà. Oh. Đây con robot bự đây. Nhìn cái mặt đó nè, đeo mặt nạ các bạn. Các bạn biết tại sao nó đeo mặt nạ không? Tại vì nó quá xấu. Cái mặt của nó quá xấu xí, phải che lại. Nhảy xuống. Hết hồn. Hay du hả? Nãy nó hay du mình các bạn. Hay du. Hay du là ê thằng kia đó. Súng này mạnh quá. Có chỗ sạc pin không ta? Bắn nãy giờ hết phân nửa đạn rồi nè. Nguyên cái trung tâm như thế này mà không có chỗ sạc à? Máu. Rồi xong. Chắc mình vô mình đâm lén tụi nó quá các bạn ơi. Hấp tiết kiệm đạn á. Mình sắp hết đạn. Này. Đó, lấy súng của tụi nó. Ok, ôi trời. Mấy chỗ này ba cái đồ máy móc này nhìn thấy ghê ghê sao.
Ê! Sĩ quan nè. Sao kỳ vậy ta, sếp mà không mặc áo giáp gì hết. Sếp gì mà chết trước không à? Chả có áo giáp gì cả. Trú đầu lên. Trời ơi, các bạn ơi, bắn nát người đó chứ luôn. Nhìn ghê vãi. Súng laser của mình á. Rồi, hấp mẹ nó đạn luôn. Mau hấp đạn như quỷ vậy. Xong. Sạc tiếp. Mấy cái cửa này không vô được ta. Sếp ơi sếp. À, thì ra là chúng ta phải vô đây nè các bạn. Làm kiếm đường muốn chết. Kìa, có bộ giáp kìa. Yeah. Hình như cái này là bộ đồ phi hành gia các bạn. Để đi ra ngoài vũ trụ á. Làm gì? À đây. Đúng rồi, trời ơi. Thì ra là hồi nãy giờ mình ở ngoài tàu vũ trụ các bạn. Chứ không phải là trên trái đất nữa. Ồ. Ý, mấy cái con đó. Phải ném mấy con đó đó. Xong luôn. Bắn ở ngoài này không có nghe tiếng các bạn. Các bạn biết tại sao ngoài vũ trụ mà chúng ta không nghe tiếng không? Do là nó không có không khí á. Nó không có truyền được âm thanh. Gì đây? Ủa?
Rồi, đóng lại. Đó, bây giờ thì chúng ta đã vô cái môi trường có oxy, có không khí đàng hoàng rồi nè. Lấy cái dao à? Vô đây lấy cái dao làm gì? Oh! Trời ơi, nó cắt cắt cái gì á? This woman, I know well, Lucilian, the will of I and the family gone, all of them yet. Faith, faith kept her going. I cannot believe it's that certainty. For me and everything, there must be doubt. Otherwise, there's no room to question the plan. And, gosh, this place, this is the fruit of unquestioned, ferocious conviction. This is where absolute certainty leads. Yet you are a believer. I often wonder what kind of a god would sanction suffering such as this. Để coi nha, coi con người máy nó làm gì nha. Chắc là nó ăn cái thằng đó luôn á các bạn. Nó đưa vô miệng nó thiêu hồi đó luôn á. Những người mà chết là sẽ bị con đó xử lý tại chỗ. Thì ra là trời ơi đau lắm các bạn ơi. Nó tức là nó xé bỏ cái lớp da mà có cái hình xăm cái số á. Trời ơi. Cái dãy số mà xăm trên tay nó đó là nó lóc bỏ cái lớp đó luôn. Lớp da đó luôn á. Phải coi thôi. Mình chỉ cần xem thôi là mình cảm thấy thốn rồi đó các bạn. Đi ngoài đó là đụng tụi nó đó. Cái này hình như kiểu nào mình cũng phải đánh cho tụi nó thôi các bạn ơi, không có né được đâu. Kiểu nào cũng đánh thôi. Yeah. Đã biết sẽ đánh nhau rồi thì né làm chi nữa ha các bạn. Để mình bơm điện cái. Ồ. Láo. Rồi đi thôi. Ôi trời ơi, nguyên một cây súng máy nó chờ mình. Đau quá. Rồi cái thằng đó nó chết rồi. Sạc pin. Ê bạn hả bạn. Cái này sạc lâu vãi luôn. Lâu gấp 3 lần cái mấy cái cây bình thường. Bọn bay đừng có la, tao tới đây. Sĩ quan ha, hai thằng sĩ quan. Súng nè. Mấy sếp toàn xài súng lục thôi các bạn. Không có xài súng dài.
Tại vì mấy sếp đứng chỉ đạo không mà đâu có ra chặn làm gì đúng không? Cặp súng lục thôi. Oh my god. Rồi rồi thấy luôn. Hết hồn con chó. Chút xíu bị nó cạp rồi đó. Mấy con chó này nhanh lắm. Không có cái áo giáp cho tôi nữa trời. Ở kìa, ở dưới có kìa. Thấy chưa, trời ơi. Nó cắn lén liền. Ồ, nhờ giết con chó mà mình ăn được 35 cái áo giáp. Ok. Xuống ăn không được rồi. Ủa nó kêu mình đi đâu nhờ? Chúng ta làm gì ở đây? Nhanh gọn lẹ. Không lọc vòng. Gặp là bắn luôn nha. Đây. Right. I'm printing decryption keys now. You've done it, Blaskovich. Now get your butt back to Earth, please, William. Ôi chó kìa. Chó, chó. Trời ơi, mấy thanh niên. Ủa, ủa, ủa. Nãy nó mới mở cửa giờ mất khóa rồi. Ồ, thì ra là cái này. Rồi chúng ta làm gì ở đây nè? What? Oh, thì ra là cắt. Chúng nó thấy rồi. Dài ta. Mấy thằng áo đỏ nó dài đó. Mấy này nè. Mấy thằng đó có vẻ giáp nó trâu hơn mấy thằng bình thường. Ha 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 ha.
đuôi hả con? Có như vậy mà không thấy là sao? Rồi lên tàu đi thôi. Không biết nó chở mình đi đâu nữa. Cái này nhìn giống mặt trăng quá ta, đúng không? Nhìn khá là giống mặt trăng, tại vì nó màu nó trắng trắng nè. Mà mình chắc chắn với các bạn một điều là có một nền văn minh khác ở ngoài vũ trụ nha các bạn. Không phải chỉ có một mình trái đất chúng ta thôi đâu, chắc chắn là sẽ có một cái nền văn minh khác hiện đại hơn chúng ta rất là nhiều. Và hàng ngày họ đang quan sát chúng ta từ phía trên trời nha. Họ đang nghiên cứu chúng ta giống như chúng ta nghiên cứu con khỉ, con bò vậy đó. Mình nghĩ là vậy đó các bạn. Dài thế. Dài. Súng gì đây? Giống mình thôi. Cửa này mở không? Không. Đi chơi ba cái trạm vũ trụ này mà chết đi được. Nhanh gọn lẹ. Máu khá là nhiều, cho nên là không có lo hết máu đâu nha các bạn. Máu nhiều lắm. Lo hết pin thôi. Xong. Đấy, trời ơi. Có chỗ sạc không ta? Tôi hết pin rồi. Đây. Ok 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 ok. Thì ra là chúng ta lên cái này. Đường lên đường nào? Quế à? Cho tôi lên. Trời ơi. À. Một con. Sập bên cái đã. Ý. Hay quá, có máu. Sắp tỷ rồi. Lên luôn được không? Lên không cần đánh được không? Rồi, đi thôi. Let's go. Tôi lên được rồi. Yeah. Oh, anh sĩ quan đẹp trai đang ngồi trong đó kìa.
Der Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davongekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammte Mist! Stirb mir doch an! Ôi trời, dã man quá. Oh my god. This is your buddy boy Klaus Kreutz, the car heading toward the London Nordica. Roger. Find your way down to the fucking lot and I will meet you home, brother. Ở dưới nó đang bắn lên kìa bạn. Nó bắn lên chiếc tàu của mình đang lái á. Sao đây, có thoát được không? Ôi trời, đừng nói là tông vô luôn nha. Wow. Rồi xong. Ok các bạn, có lẽ là video của mình tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.